hành sau. Thế tóm lại là như này nhá. Anh không quay luôn kìa. Một là không quay làm gì. Là các bạn cũng sẽ có rất nhiều thời gian để thực hành nữa. Đây là một cái máy siêu âm nói chung là cũng tương đối tốt đúng không? Chúng ta có gần như đầy đủ các chức năng, mặc dù là chỉ có một đầu dò thôi. Chúng ta có ba cái cổng cắm đầu dò, lắp các cái đầu dò để với các cái tần số khác nhau để thăm khám bộ phận khác nhau. Thì đây là cái đầu dò bụng hoặc là đầu dò cong đúng không? Mà chúng ta sử dụng để thăm khám các cái tạng ở trong một bụng và một số các cái phần mềm ví dụ cái đùi mà có kích thước khá lớn như là gì thế này, xương thai vân vân. Ngoài ra chúng ta có đồ dò phẳng với tần số cao để thăm khám bộ phận nông như mạch máu, đồ dò tim, đồ dò 4D thăm khám sản khoa vân vân. Thế thì một cái máy siêu âm nó bao gồm cái bộ phận quan trọng nhất là một là cái đầu dò, sau đó là cái bộ phận xử lý hình ảnh, bộ phận điều khiển và một cái bộ phận hiển thị hình ảnh, đúng không? Bất kỳ một cái máy chẩn đoán hình ảnh nào nó đều có những cái bộ phận như thế, bộ phận phát tín hiệu để thu tín hiệu, phát và thu tín hiệu, thứ hai là xử lý hình ảnh, thứ ba là điều khiển, thứ tư là hiển thị hình ảnh. Ngoài ra là chúng ta có thể có thêm cái máy in nữa để chúng ta in các cái hình ảnh ra. Đấy là một cái máy siêu âm cơ bản. Ở trên một cái máy siêu âm cơ bản thì các bạn cần biết được nó có những các cái nhóm kín chức năng gì. Thì ở đây chúng ta người ta chia ra thành các cái khu vực khác nhau, đúng không? Thứ nhất là các cái phím để nhập thông tin dữ liệu, thứ hai là các cái phím điều khiển nhập thông tin của bệnh nhân và điều khiển các cái thay đổi các cái đầu dò vân vân, rồi các cái phím để chỉnh cái trường mà chúng ta thăm khám, bao gồm có độ sâu, độ tập trung ảnh và cái chỉnh tần số để đánh giá các cái tạng, ví dụ như các bạn có thể thay đổi cái tần số của đầu dò này để thăm khám với cái tạng sâu hoặc tạng nông tùy theo ý muốn của các bạn. Chúng ta có cái nhóm phím chức năng menu để các bạn có thể chỉnh các cái menu ở bên trong, ví dụ là xem cụ thể hơn. Rồi các phím đo đạc, các phím điều khiển, phím này phím điều khiển cái con trỏ chuột hoặc là điều khiển ví dụ như điều khiển cái hình ảnh chúng ta ghi lại, các cái phím để chúng ta thay đổi các cái mode thăm khám, ví dụ như mode 2D, mode siêu âm Doppler màu, siêu âm Doppler năng lượng vân vân, rồi siêu âm Doppler xung, siêu âm năng lượng, rồi mode mờ để thăm khám các cái sự cử động, vận động, di chuyển, ví dụ các điểm của một cái ban tim vân vân. Đều sẽ chỉnh sang cửa sổ một một cửa sổ hoặc là hai cửa sổ, một số máy có thể chỉnh thành bốn cửa sổ như thế. Rồi thăm khám 3D 4D đó. Nếu như máy nào có chức năng thăm khám 3D 4D chúng ta sẽ bấm vào cái người ta sẽ có một phím riêng để thăm khám 3D 4D. Rồi cái nút mà các bạn hay bấm nhất đấy là nút dừng hình ảnh đúng không? Và chạy hình ảnh. Tức là làm cho cái đầu dò nó phát sóng siêu âm hoặc là dừng lại. Nút print các bạn có thể in đen trắng, in màu vân vân, có thể có một hoặc nhiều nút print. Thế còn hai cái cụm chức năng mà các bạn hay điều khiển nhất là cái nút game. Đó, nút game là gì? Nút game bạn nhìn này, đấy cái thang sáng và các bạn có thể chỉnh để cho nó tăng cái mức độ sáng tối của toàn bộ cái trường thăm khám của chúng ta. Vậy một nấc thì nó toàn bộ cái trường này nó sẽ tăng lên một cái nấc sáng tối nhất định. Thế còn cái nút TGC thì nó cũng gần như vậy, nhưng mà chúng ta có thể chỉnh một hoặc là nhiều cái mức khác nhau từng đoạn một, từng vị trí một, như vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Ngoài ra thì các bạn nhìn thấy đây này, mình có các cái dãy số từ 1 đến 6 thì tương ứng với các cái ô ở đây để chúng ta chọn các cái chức năng khác nhau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhá. Nó vừa là nút bấm và nút phạm, đối với cái máy này là như vậy. Một số các máy khác là nút gà hoặc một số cái máy khác mà trên này nó chẳng có cái gì cả, nó thay bằng một cái bàn phím cảm ứng. Thì về mặt
nguyên lý nó cũng không khác gì nhau đâu. Các bạn cứ xem được, đọc các cái tên của nó thì các bạn sẽ hiểu được là chúng ta có thể điều khiển cái gì. Và nó cũng chia thành các cái ô để chúng ta bấm thôi, không có gì phức tạp cả. Thế thì đấy là cái việc điều khiển của máy. Mỗi máy nó sẽ bố trí một cái, các cụm phím chức năng, các cái cụm phím điều khiển khác nhau. Và các bạn dùng máy nào thì các bạn sẽ làm quen, dần dần các bạn sẽ quen. Nó hơi khác nhau một tí, các cái máy nó hơi khác nhau một tí thôi, không có gì phức tạp đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem bộ của một người dường. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái lát cắt cơ bản. Cái việc đầu tiên ấy, là bệnh nhân phải nằm để xuống dưới một chút. Em làm việc xuống dưới một chút để làm sao cái tay chúng ta không phải với quá. Bạn hình dung xương một người, hai người, đến 10 người là được. Nhưng đến người thứ 11 hoặc là những người sau đấy thì cái tay của chúng ta nếu như chúng ta làm sai như thế rất là mỏi, rất là khó chịu. Và cái siêu âm này nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái cảm tính. Nếu như cái tâm trạng, cái tư thế, cơ thể của bạn không thoải mái thì các bạn siêu âm thường nó sẽ hay bị sai sót. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi như vậy. Thế về đầu tiên các bạn phải bụng rồi, và một cái vùng bụng để thắt lưng ra. Bụng của chúng ta là từ cơ hoành cho đến hết cái phần sàn chậu, đúng không? Thế thì đến thắt lưng các bạn mới chỉ thăm khám được đến gần như là 3/4 trên của mình thôi. Từ thắt lưng cho đến bờ trên của xương mu các bạn còn cái gì? Bàng quang, tiền lý tuyến đối với nam giới, tử cung buồng trứng đối với nữ, túi tinh đối với nam giới nữa, đúng không? Rồi cuối cùng đu la, rồi các cái cấu trúc lân cận nhé. Và bạn mà mỏng còn xuống dưới một tí, không cần nhiều, kéo xuống thì chúng ta nghiêm túc nhé. Không, các bạn tưởng tượng các bạn là người nằm đây, các bạn sẽ thấy không hay ho gì nữa. Sau đấy các bạn cười buồn thoải mái. Việc đối với bệnh nhân là như vậy, các bạn đưa tay để bảo bệnh nhân để đặt tay trên đầu cho đỡ vướng. Siêu âm thì có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng và trái cho các bạn nhé, vì là tương đối tại các bạn thăm khám. Thứ hai là các bạn chuẩn bị cái đầu giò siêu âm. Thì với nhiều người các bạn với nhiều người người ta không để cái dây lên trên này trên cổ như tôi cũng không sao cả. Quan trọng nếu như đấy là máy của các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái việc đấy nó sẽ làm cái chỗ nối giữa dây và đầu giò nó hay bị gãy, vâng, có thể bị hỏng gãy của cái dây này, nó hay bị bên người bệnh nhân nó rất là bẩn. Nếu máy của các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái điều đấy nó cũng không được hay lắm đâu nhé. Tốt nhất chúng ta nên làm cái này tùy các bạn nhé. Cầm đầu giò các bạn cầm như cầm bút như tôi đây, giống như chúng ta cầm bút viết. Và các bạn có mấy cái điểm tì, hai cái điểm tì hai bên này, bởi ngón trỏ và ngón cái điểm tì ở chuôi đầu giò và cái hõm, cái ngón trỏ và ngón cái, và một cái điểm tì nữa ở ngón giữa nhé, ngón tay giữa. Thế thì chúng ta có bốn cái điểm tì, nhưng mà thực ra là cả một cái phía, cả một cái vòng cung này là chúng ta ôm lấy cái đầu giò, nó sẽ rất chắc. Cái đầu giò luôn luôn nó có một cái marker hay là một cái điểm đánh dấu, có thể một cái khía như này, một cái chấm, một cái đèn led hoặc một cái gì đó nó lồi lên, một cái gì đó nó sần sần lên để cho các bạn biết được rằng cái phần có cái đánh dấu đó từng cái phần bên trái của các bạn, cái phần màn hình bên trái của các bạn hoặc là bên phải của bệnh nhân, hiểu không? Có nghĩa là tất cả các phương tiện chẩn đoán hình ảnh người ta quy ước với nhau rằng những cái gì bên trái của mình là bên phải của bệnh nhân, những cái gì bên trên là bên trên, những cái gì bên dưới là bên dưới. Tại sao lại như thế? Người ta để cho nó dễ nhớ thì các bạn hình dung là như này: chúng ta thăm khám một cái người trên lâm sàng,
thì thường là chúng ta đối diện nhau, đúng không? Bác sĩ và bệnh nhân đối diện nhau thì trên bệnh nhân cũng như vậy, trên X quang cũng như vậy nhá. Tóm lại nó sẽ hơi ngược một tí thôi. Để làm gì các bạn biết được bên phải là bên nào, bên trái là bên nào. Thế còn bên trên và bên dưới như thế này, cái marker này luôn luôn các bạn để cho nó quay lên trên khi các bạn thăm khám theo chiều dọc, chứ đừng làm nha. Như thế này có nghĩa là cái màn hình nó sẽ bị ngược trên màn hình. Đầu tiên chúng ta sẽ bị nhầm, dần dần chúng ta quen. Cái này nó là quy ước thôi, chứ không ai cấm các bạn cả. Nếu các bạn làm như này mà các bạn xương được thì cũng không sao cả, đúng không? Hoặc là các bạn cầm bút, các bạn viết bút bằng tay trái cũng không sao cả, không ai nói các bạn biết là các bạn ra được kết quả đúng thôi. Nhưng đã là quy ước thì người ta làm ra cái quy ước để tất cả mọi người có thể hiểu nhau nhá. Các bạn cầm đường dò theo cái cách mà tôi vừa nói. Thứ hai là các bạn chỉ chọn vào, tôi xin lỗi, là đầu tiên là các bạn phải nhập dữ liệu của cái bệnh nhân mà các bạn định thăm khám, đúng không? Thứ nhất là ID của bệnh nhân, tức là cái mã số của bệnh nhân, mã số của cái yêu cầu siêu âm này hoặc yêu cầu chụp chiếu này, vào cái chỗ ID, tên, tuổi, vân vân các thứ. Các bạn ví dụ tôi đi 123, bạn tên là ABC gì đấy nhé. Để làm gì, đối với siêu bụng thường thì cũng không quan trọng lắm, nhưng đối với siêu âm thai hình dung là chúng ta sẽ phải ra được cái dữ liệu in ảnh cho y tá, in ảnh cho bệnh nhân giữ lại, in ảnh cho bác sĩ lâm sàng để người ta theo dõi về sau vân vân nhé. Thì cái đấy rất quan trọng, các bạn phải nhập tên tuổi cho bệnh nhân và các bạn bấm OK để bắt đầu thăm khám. Sau đó các bạn mới chọn vào cái chương trình thăm khám phù hợp với cái yêu cầu lâm sàng này. Ví dụ như các bạn người ta yêu cầu bạn siêu bụng thì các bạn chọn vào đường dò bụng hoặc là đường dò cong, vào cái phần abdomen để siêu bụng, và vào cái chương trình cụ thể mà các bạn định làm. Thì cái chương trình cụ thể ở trên cái máy cài đặt là có thăm khám động mạch chủ, thăm khám bụng chung và thăm khám thận. Ngoài ra có rất nhiều các phương pháp, các cái tạng khác người ta cũng có thể đi vào đây. Và thậm chí là có các cái chương trình mỗi bác sĩ người ta lựa chọn, người ta set up cái máy này làm sao để cho mắt nó phù hợp nhất với mắt của người bác sĩ. Ví dụ như đây có bác sĩ Yến đã tạo ra một cái chương trình riêng của bác sĩ Yến để thăm khám bụng. Các bạn hoàn toàn nên làm một điều đấy nhé. Còn với bụng thường này, chúng ta với cái máy này thì tôi nghĩ là cái chương trình default này là các bạn có thể làm được rồi. Cái thứ hai tôi nhắc luôn, mà chúng ta sẽ cái điều này là quan trọng, có chúng ta sẽ tôi cũng sẽ quên, các bạn có thể là các bạn sẽ không nhớ là cái nút dừng và tắt tia. Cái nút này tại sao tôi nhắc, bởi vì với những người làm siêu âm ấy, với những người sở hữu cái máy, quản lý máy, thì người ta thường người ta quan niệm là, và điều đấy tôi nghĩ là đúng, giống như cái đèn ấy, chúng ta bật chiếc này thì nó cái tuổi thọ của cái đèn nó sẽ giảm, nhưng còn cái nút này cũng như vậy, bật tắt cái đèn thôi, bật tắt cái đầu dò nếu như nó phát sóng siêu âm nhiều quá liên tục thì nó có thể bị nóng, hoặc nó có thể vì lý do có thể là về mặt cơ học gì đấy nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị hỏng, các bạn như vậy hỏng sớm hơn so với cái chu kỳ vòng đời đó. Thì khi chúng ta thăm khám thì chúng ta mới ấn để cho nó phát tim, còn nếu không thì chúng ta cố gắng ấn vào cái lúc này để cho nó dừng phát tim. Một số máy các bạn có thể cài đặt để nó dừng phát tim, dừng phát sóng siêu âm nếu như bạn không sử dụng, các bạn không bấm nút khác trong vòng khoảng 10 phút chẳng hạn, tự động tắt giống như cái điện thoại các bạn nhé. Siêu âm thì chúng ta phải siêu âm cái gì đầu tiên? Ở đây nó hơi bị ngược đo dò. Đây là có hai marker lõm,
là bên tay trái của bệnh nhân, các cơ lồi là bên tay phải của bệnh nhân, có hai mắc cơ, thường là các cái đầu dò chỉ có một mắc cơ ở bên phải. Thì bạn có thể quay ngược lại nhé. Thế chúng ta sẽ trình tự, chúng ta sẽ thăm khám là gì? Đối với bụng, gan, thận, tụy, lách và dọc theo hai bên và dừng giữa, sau đó xuống đi tiêu khung để thăm khám cấu trúc ở tiêu khung và thăm khám các cái cơ quan bổ sung như bạn cần. Đầu tiên là gan, thì bạn có mấy cái mặt phẳng cắt cơ bản, bạn đã đọc trên sách rồi đúng không? Thứ nhất là chúng ta thăm khám gan phải, gan trái. Gan trái, sau đó là chúng ta thăm khám gan phải hoặc ngược lại tùy các bạn nhé. Tôi hay làm gan trái trước. Gan trái thì các bạn có lớp cắt ngang và lớp cắt dọc. Thực ra cũng phải nói là như này, siêu âm là phương pháp thăm khám động, cũng như là các bạn quay phim chứ không phải các bạn chụp ảnh. Thì các bạn có thể, và nó mặt cắt là một mặt phẳng, trong khi cái tạng của chúng ta thăm khám là một cái thủy tích, thì các bạn phải quay cái đầu dò theo tất cả các hướng để các bạn không bỏ sót bất kỳ cái phần nào của nhu mô cái tạng của các bạn đang thăm khám. Có nghĩa là nó một mắt, một lát cắt cơ bản không đủ để các bạn siêu âm cái tạng đó, mà thực tế nó là rất nhiều cái lát cắt nhé. Cái lát cắt cơ bản để làm gì? Để chúng ta đo đạc của chính thôi, đo đạc xem cái tạng này nó to hay nó không to. Hoặc là trên lát cắt cơ bản này thì thường có những cái cấu trúc quan trọng, nhưng không có nghĩa là các bạn chỉ siêu âm các lát cắt cơ bản là đủ để làm khám tạng. Đối với siêu âm gan trái, các bạn có thể siêu âm lát cắt ngang. Thì gan trái như thế này, đối với gan thì các bạn biết là nó nằm rất cao gần sát cơ hoành, do vậy là các bạn muốn thăm khám kỹ, các bạn phải các bạn nhân hít và sâu hết cỡ và nín thở thì được thì tốt, để chúng ta thăm khám cái gan nó tốt nhất nhé. Làm được bạn làm theo tôi các bạn nhé. Đây là lúc bệnh nhân chưa hít vào, tôi vẫn để nguyên đầu dò như này, em hít vào thật sâu, hít vào thật mạnh, phình bụng lên, hít vào sâu, các bạn thấy có sự khác biệt không? Rõ ràng là cái chỗ này chúng ta bị mất một phần, tức là chúng ta không xem được cái phần gan nhiều bằng cái lát cắt mà bệnh nhân hít vào sâu nhá. Tương tự đối với gan phải cũng vậy thôi. Đây là lúc bệnh nhân thở bình thường này, để em hít vào thật sâu thôi. Đó. Bạn thấy nó cái cơ hoành đây nó bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhìn thấy không? Yeah. Và nó di chuyển đến đây thì bạn nhìn thấy rõ cái gan nhất, nhưng di chuyển xuống dưới nữa thấy chưa? Đây là cái ngách sườn hoành trước này. Có chứa một phần mô phổi và nó có chứa khí, do vậy là nó che lấp nhá, che lấp. Vậy các bạn hình dung được cái sự di chuyển của cơ hoành khi bệnh nhân hít vào, hít thở và hít vào sâu thì nó sẽ như nào. Thì đối với siêu âm gan phải thì gọi tùy từng bệnh nhân, có những bệnh nhân phải hít vào hết cỡ thì ta mới nhìn thấy gan, nhìn thấy toàn bộ gan, có những bệnh nhân hít vào vừa phải, có những bệnh nhân hít vào nhiều quá như bạn này là chúng ta sẽ bị một phần cơ hoành che lấp mất, đúng không? Đấy. Đối với gan trái thì gọi có là cắt ngang, nó cắt ngang như này để các bạn thăm khám cái gì? Toàn bộ các cái cấu trúc nhu mô gan mạch máu theo cái hướng cắt này nhé, các cắt dọc cũng như vậy thôi, để các bạn chủ yếu là các bạn đo cái khoảng cách của gan trái, kích thước của gan trái, và với mỗi lát cắt các bạn đặt đầu dò chuyển động cái cổ tay làm sao cho nó linh hoạt, làm sao để các bạn đi từ cái bờ cao nhất đến cái bờ thấp nhất của gan hoặc của một cái tạng bất kỳ. Đối với lát cắt ngang và đối với lát cắt dọc thì đi từ cái bờ bên phải xa nhất đến bờ bên trái, đến ranh giới của bờ phải đến ranh giới của bờ trái của cái tạng đấy. Nói chung là như vậy nhá. Chúng ta chỉ cần đặt đầu dò, thường là đối với gan trái ta thường là đầu dò một chỗ và chúng ta quay giống như các bạn sử dụng cái quạt để các bạn thăm khám hết. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi siêu đến khi nào tôi không còn nhìn thấy cái gì trên màn hình nữa thì thôi, sang bên trái của bạn, đến khi nào tôi không nhìn thấy cái gì trên màn hình nữa thì thôi, với điều kiện bệnh nhân hít vào tối đa, em hít vào
thấy không? Người ta không nhìn thấy cái gì nữa. Thì có nghĩa là đấy là bắt đầu ranh giới của bờ trái ra. Sang bên phải là đến ranh giới, hết ranh giới của bờ phải ra. Nguyên lý là như vậy. Nào, thở bình thường nào. Bạn hít thật mạnh. Bên trên, bạn có thể đối với trường hợp này thì bạn không nhìn được rõ cái tim. Bạn phình bụng lên. Phình bụng. Phình căng bụng lên chút. Đấy, đúng không? Thường là bạn có thể xương được mặt cắt 4 buồng tim ở trên cái hướng cắt này. Đối với trường hợp người ta phình rốn lên, đúng không? Nhá. Thường là như vậy. Cho đến khi là đối với bạn này cũng có thể làm được thôi, nhưng mà chắc là bạn chưa muốn cho người ta xem như thế. Đến khi chúng ta nhìn thấy lát cắt 4 buồng của tim, sau đó các bạn đưa đầu giò xuống dưới đến hết cái bờ của gan trái, và các bạn xương hết cái gan trái. Gan phải, đấy là lát cắt trên gan trái, các cắt gan phải các bạn có cái hướng như này. Một là bên sườn, bạn sờ đấy xương sườn nó sẽ đi hơi chích chích từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới như này. Chứ nó không đi dọc này. Nhiều bạn xương lát cắt lên sườn cứ đặt đầu giò dọc theo cơ thể bệnh nhân. Là xa thì người ta nhìn thấy đi đây, xương sườn, cái bóng của xương sườn. Xương sườn nó cản ơn và bạn sẽ mất một phần cái mô gan bị che lấp mất. Khi bạn xương theo cái hướng hoang lên sườn, bạn sẽ được cái hình ảnh như thế này. Bạn thấy có sự khác biệt, đúng không? Một cái là tôi đặt đầu giò theo cái hướng thẳng trục cơ thể bệnh nhân, một cái tôi đặt đầu giò theo cái hướng ở khoang lên sườn. Cũng như vậy, đúng, giống như gan trái các bạn. Siêu âm cho tôi qua cái khoang lên sườn, mỗi khoang lên sườn các bạn quay đầu giò, check đầu giò cho đến khi nào các bạn không thể thăm khám được nữa. Đây là nguyên lý nhé, tất cả các khoang lên sườn. Rồi. Thế cái khoang lên, một số cái khoang lên sườn cuối thì các bạn có thể thăm khám được cái thận luôn, theo mình cắt dọc của bệnh nhân nhé, theo hướng cắt dọc trục thận của bệnh nhân. Và các bạn thăm khám được cái gì ạ? Hố tiền thận, hoặc là cái số này gọi là khoang gan thận, khoang gan thận nhá, khoang gan thận và hố thực thận là tổ chức mỡ ở đây. Để lát cắt lên sườn, lát cắt gì ạ? Quạt ngực, quạt ngực, đúng không? Quạt ngực của bờ sườn lên, quạt ngực bờ sườn. Khi các đặt đầu giò trước theo cái bờ sườn thôi, đúng không? Mà các hướng cái đầu giò lên trên. Lúc này thì các bạn không nên, đối với trường hợp gan nó không quá nhỏ, một số trường hợp gan teo thì các bạn sẽ phải, bệnh nhân sẽ phải hít vào sâu. Những trường hợp bình thường của gan to thì các bạn không cần thiết phải để cho bệnh nhân hít vào sâu, các bạn vẫn thăm khám được và thăm khám tốt hơn là trường hợp bệnh nhân hít vào sâu nhé. Đây, hôm nay các bạn sẽ thăm khám được các cái cấu trúc của nhu mô gan, mạch máu vân vân ở trong gan nhé. Đi theo cái bờ sườn này, cái đoạn này bạn có thể hít vào sâu một chút. Đấy. Để thăm khám tiếp về vị trí hạng trình 5-6, được chưa? Đối với gan cũng vậy, chẳng hết các bạn có thể lát cắt cuối cùng, các bạn phải đặt dọc trục của gan phải theo cái đường giữa trên trụ đỏ, trên cái đường giữa đỏ hoặc cái đường qua nhung vú đỉnh quạ, được chưa? Đo cái dọc gan phải từ dưới điểm giữa cơ hoành cho đến mỏm gan phải nhé. Kích thước bao nhiêu bình thường, bao nhiêu bất thường, các bạn đọc danh sách. Tôi không nói. Đấy là gan. Trên cái lát cắt lên sườn này thì có một cái lát cắt các bạn có thể làm việc bộc lộ được trục của tĩnh mạch cửa. Đây là tĩnh mạch cửa, đúng không? Bạn hơi chết cái đầu giò đi một tí. Nhìn thấy tĩnh mạch cửa không? Đây trục của tĩnh mạch cửa đi rất chạy từ trên xuống dưới, từ ngoài, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tĩnh mạch cửa sẽ chạy từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên và từ trái sang bên phải. Thì các bạn đặt được rồi như này, các bạn có thể thăm khám được dọc trục tĩnh mạch cửa, bạn có thể đo trục của tĩnh mạch cửa trên cái tư thế này nhé. Rồi các bạn có thể xương màu của tĩnh mạch cửa trên tư thế này thì các bạn biết được cái chiều dòng chảy của nó, đúng không?
nếu như nó màu đỏ nghĩa là gì? Màu đỏ nghĩa là nó chạy từ dưới lên trên gần đầu gió thôi. Rồi nếu mà nó màu xanh thì chạy ngược lại. Nếu trong trường gan sơ cái sức cảm hoặc là cái dòng chảy của tĩnh mạch chủ nó sẽ bị đảo chiều, không còn đi về gan nữa, đi về lách, đi về cái đám rối tĩnh mạch thực quản, đi về được tĩnh mạch tuần hoàn qua cái tĩnh mạch rốn, đúng không? Còn dây tròn tròn luôn. Phía dưới quạt ngược bên sườn lên thì các quạt ngược bên sườn lên các bạn sẽ cho 10 điểm. Ba tĩnh mạch gan chỉ dưới hít vào tí nữa. Đấy, nhìn thấy không? Bạn sẽ thấy các cái tĩnh mạch gan, thực ra nó không phải có 3 cái đâu, có rất nhiều tĩnh mạch gan, nhưng mà có 3 nhánh chính lớn. 3 nhánh lớn. 3 nhánh lớn nhất thôi. 1, 2, 3, nhá. Đấy là các cái mẫu giải phẫu để bạn phân biệt các cái phân thủy gan, các cái thủy gan. Nhá. Rồi, đối với gan là như vậy. Đối với thận, còn túi mật nữa đúng không? Còn đường mật, đối với đường mật thì các bạn có thể xuyên dọc trục túi mật hoặc là cắt ngang túi mật. Dọc trục túi mật thì thực ra nó chính là nó cắt lên sườn nhưng nó nằm dưới bờ sườn và chất từ rốn lên đến điểm khoảng điểm giữa của bờ sườn. Hầu hết mọi người như vậy, nhưng mà túi mật nó có thể di động quạt sang bên này, quạt sang bên kia thì bạn phải xoay đầu dò theo cái trục của nó. Nó chẳng làm theo trục nào cả, nó chạy cuốn như này thì chúng ta phải thăm khám từng phần của túi mật. Nha. Thì tóm lại là túi mật chúng ta có lát cắt dọc. Từ lát cắt dọc này các bạn xoay đường vào vuông góc thì các bạn sẽ được lát cắt ngang qua túi mật. Đối với ống mật chủ, chúng ta sẽ lên xương ở cái đoạn cao của ống mật chủ qua lát cắt lên sườn. Nhìn thấy ống mật chủ không? Bởi vì người bình thường nó không giãn cho nên chúng ta chỉ thấy nó lờ mờ nằm ngay trước tĩnh mạch cửa đây, đúng không? Đấy là đối với đoạn cao, quặng siêu âm theo hướng cắt dọc rồi bạn xoay đường dò một chút ở cái tư thế này để bạn siêu âm theo hướng cắt ngang đây, chúng ta có một chủ phía trước bên tay phải và ở vị trí góc khoảng 10 giờ so với tĩnh mạch cửa đây. Là ống mật chủ, ống gan trung và ống mật chủ. Bạn có thể kéo dọc cái đầu dò, kéo cái đầu dò này đi dọc xuống theo ống mật chủ. Bóng to lên cho bạn thấy nhìn. Nhìn thấy không? Này, nó sẽ đi từ trên, đi từ hướng ngang này, đi xuống dưới này. Chỗ này chúng ta bị tá tràng che lấp mất. Đi qua đầu tụy, nhìn thấy đầu tụy đây không? Và nó đi xuống dưới đổ vào D2 của tá tràng nhá. Đường kính bình thường bao nhiêu thì các bạn đo, đường kính bao nhiêu thì các bạn đo trên cái hướng này cho tôi. Đo đường kính ngang của nó để biết được nó giãn hay không giãn. Tĩnh mạch cửa các bạn cũng có thể cắt ngang theo hướng này. Tĩnh mạch cửa và đường mật nói chung là nó sẽ chạy song hành với nhau, các bạn sẽ gần gần giống như nhau, thấy không? Đường mật trong gan thì nếu như nó giãn thì các bạn mới xương được, còn nếu không giãn thì các bạn sẽ không nhìn thấy. Đối với thận thì chúng ta cũng có mấy các cắt này. Thứ nhất là lát cắt thận phải, thì lát cắt dọc qua cửa sổ như mô gan, hoặc các bạn cho bệnh nhân làm hơi nghiêng bên kia một tí để các bạn siêu âm theo bên liền phía lưng cũng được nhá. Không sao mà các bạn có thể siêu âm ở cái vị trí này, chúng ta sẽ không nhìn thấy gan mà nhìn thấy thành bụng và tiếp xúc gần như trực tiếp với thận. Hoặc các bạn siêu âm từ phía sau, các bạn sẽ thấy thận nó nằm ở phía cạnh của cái cơ thắt lưng. Đây là gan, đây là cơ thắt lưng này. Đây là cơ thắt lưng này, đây là cơ thành bụng này, cơ lưng, đây là cơ lưng, cơ thắt lưng. Ở đây là thận nhé. Đấy, thế thì các bạn có thể siêu âm qua cơ lưng để đánh giá thận, dọc trục thận và các cái cấu trúc ở trong thận. Cắt ngang cũng như vậy thôi, các bạn để cái đầu dò vuông góc với cái lát cắt vừa đấy để các bạn
thăm khám theo cái chiều cắt ngang bạn đang ngửa hoàn toàn có thể xương cắt dọc và cắt ngang thận ở cái tư thế bệnh nhân nằm ngửa. Cắt ngang thì lát cắt chính là bạn sẽ cắt qua cái gì đấy? Rốn thận. Rốn thận nhá. Lúc này cái quả thận nó hình chữ gì? C. Mà cái chỗ mở ra của hình chữ C chính là rốn thận, bao gồm có động mạch đi vào. Cái này to to này là gì? Tĩnh mạch thận đi ra là gì? Các cấu trúc của đường dẫn nước tiểu sẽ đi ra nhá. Bệnh nhân có giãn thận hay không, giãn đài biểu thận hay không thì bạn sẽ đo cái đường kính trước sau của đài biểu thận trên tư thế này. Chúng ta không đo cái đường kính trước sau của đài biểu thận trên tư thế dọc mà phải đo theo tư thế ngang trước sau, thì bạn đo theo tư thế ngang là chính xác nhất nhé. Bình thường chúng ta sẽ không nhìn thấy bể thận đâu, hoặc là nó có chúng ta cũng nhìn thấy nó rất là giãn rất là nhẹ thôi, rất là nhẹ. Nhưng còn trong trường hợp này chúng ta chỉ nhìn tĩnh mạch thận thôi. Đây sẽ để cửa sổ sương màu vào để các bạn xem. Thấy không? Đó chính là tĩnh mạch thận. Nhá. Rồi. Đấy là đối với thận thận và thượng thận của bên phải. Bên trái gần như tương tự, nhưng bên trái thì sao? Chúng ta vướng dạ dày, vướng đại tràng, vướng xương sườn. Thận trái nằm cao hơn, bị xương sườn thứ 11 và 12 che lấp, trong khi xương sườn bên phải và xương sườn thứ 12 nó che lấp thôi. Thì bạn nên cho bệnh nhân nằm bên hông cho bên dưới. Nằm hơi như thế này một chút. Để các bạn xương cái kẽ xương khoang liên sườn thứ 11, 12 từ phía đằng sau lại một chút thì bạn sẽ xương được dọc trục thận dễ hơn. Một số người lách to thì bạn sẽ xương qua cửa sổ lách. Đó. Đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy thận qua cửa sổ lách, hoặc là chúng ta xương qua cái cửa sổ của cái cơ lưng và thắt lưng. Đây. Tùy từng người nhé. Có người bạn phải xương ở phía sau nhiều hơn thì có người bạn xương ở phía bên. Có người có kinh nằm nửa thì chúng ta xương được rồi. Tùy từng người. Đại đa số các bệnh nhân của chúng ta sẽ phải xương theo cái hướng là bệnh nhân nằm nghiêng như ra thì mới rõ được. Và đối với thận trái thì bạn nên bảo bệnh nhân hít vào thật sâu. Hít vào thật sâu. Để chúng ta vừa xương thận trái chúng ta vừa xương lách luôn nhá. Lách đây. Khoang liên sườn khoang màng phổi đây, lách đây và dưới hơn chút là thận, lách nó vẫn ôm vào cái mặt cái cong lồi của quả thận bên trái. Cũng qua cửa sổ lách này thì bạn còn nhìn thấy được cái gì không? Số lách. Chúng ta xuyên qua số lách thì chúng ta sẽ được cái phần của đôi chút. Có nhìn thấy được hay là không có đôi chút? Hít vào một tí. Không rõ lắm. Đúng không? Hoặc là nó lời mày lắm. Cái tĩnh mạch lách chính là cái mốc giải phẫu để các bạn đi tìm tụy. Thế thì đây là cái rốn lách. Chúng ta nhìn thấy cái đoạn tận của tĩnh mạch lách là cái to đây. Động mạch lách thì nó cũng to đấy, nhưng mà bé hơn nhiều so với tĩnh mạch lách này. Bạn cứ tìm ở quanh tĩnh mạch lách thì bạn sẽ nhìn thấy đôi tụy thôi nhé. Nó to thì bạn nhìn thấy dễ, mà nó nhỏ thì bạn nhìn tìm thì nó sẽ khó hơn. Còn phía dưới một tí đây là gì? Đây là dạ dày, một chữ khí trong trang nó cử động, nhìn thấy không? Tôi không nhìn rõ cái lách này, có thể là tư thế thẳng, thế năng lượng ta nhìn rõ hơn. À, thấy không? À, đây là mô của đuôi tụy nhá. Nhu mô của đầu và thân tụy thì bạn sẽ xương thế này theo cái hướng cắt
dọc của tụy như là cắt ngang của cơ thể bệnh nhân. Dọc của tụy thì các bạn siêu âm cho tôi đầu tiên. Việc đầu tiên là các bạn tìm được cái tĩnh mạch lách. Nó hình dấu phẩy nằm bắc ngang qua phía mặt trước của các cái cấu trúc mạch máu và phía ngay phía sau của nhu mô tụy nhá. Chúng ta sẽ có được phần đầu tụy, phía dưới hơn một chút là mỏ móc, phần eo tụy và phần thân tụy. Từ thân tụy chúng ta sẽ có ranh giới với đuôi tụy bởi vì đầu và thân tụy ranh giới bởi eo tụy, đúng không? Eo tụy là cái gì? Trên cái hình nhá, chúng ta làm cái bờ trước hơi lệch sang bên trái một chút của tĩnh mạch. Tĩnh mạch gì đây? Tĩnh mạch lách. Đây là tĩnh mạch lách. Còn đây là cái hợp lưu của tĩnh mạch mà treo trong trên mặt trán và tĩnh mạch lách. Nó eo tụy nó nằm ở cái vị trí này nhá, hơi lệch sang bên trái một chút của cái hợp lưu này. Eo tụy nó chỉ là một mặt phẳng, sau đó là đến thân tụy. Thế từ thân tụy ranh giới với đuôi tụy nó nằm chỗ nào? Bởi cái gì? Bởi cái sự đổi hướng hay gập góc của tĩnh mạch, của động mạch lách. Động mạch lách nó sẽ nằm ở ngay đây. Nhưng chúng ta trên siêu âm thì chúng ta sẽ phát hiện nó khó hơn. Đây là động mạch lách. Đây là động mạch gì? Động mạch chủ bụng này, tách ra động mạch thân tạng này, tách ra động mạch gian trung này. Còn cái nhánh này là gì? Động mạch lách. Khi động mạch lách này nó bình thường nó đang đi ngang theo, đang đi dọc theo trục của tụy. Chỉ đến một cái điểm nhất định nó sẽ đi bắt ngang phía sau và lên trên so với tụy. Thì cái điểm đấy, ranh giới đấy chính là điểm ranh giới của đuôi tụy mà của thân tụy. Về mặt lý thuyết là như vậy. Chúng ta có thể nhìn rõ trên MSCT nhưng mà chúng ta nhìn sẽ rất khó ở trên siêu âm. Nhưng mà các bạn phải biết, đúng không? Nên là chúng ta hầu hết trên lát cắt này chúng ta sẽ chỉ thăm khám được đến phần của thân tụy thôi. À, một phần của đuôi tụy thôi. Và nhiều trường hợp chúng ta chỉ thăm khám được phần của thân tụy thôi. Còn phần đuôi tụy thì thẳng thắn theo hướng kia, hướng qua cái mặt là cửa sổ nhu mô lách. Cái đây vẫn là tĩnh mạch lách nhá. Trên cái nhu mô tụy thì các bạn nhìn thấy cái gì? Trong cái nhu mô tụy các bạn nhìn thấy cái gì? Ống nước xung hay là ống tụy đúng không? Đó chính là cái này. Nó là một cái hai cái dải trắng rất là mảnh nằm song song với nhau. Đây. Đây. Nhìn thấy không? Và ở giữa là cái lòng của cái ống tụy. Thế nó sẽ đi dọc theo cái trục của chính giữa như một tụy và hợp lưu với ống mật chủ tạo thành bóng va te và đổ vào đây hai tá tràng nhá. Ở phía bên này, phía chúng ta phân tích cái đầu tụy. Thì thực ra đầu tụy và mỏ móc nó không có ranh giới với nhau. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái điểm thấp nhất của tụy đây, chính là cái điểm thấp nhất của mỏ móc. Và cái điểm cao nhất của tụy chính là cái điểm cao nhất của đầu tụy. Thế còn để ranh giới của nó giữa mỏ móc và đầu tụy nó rất khó nhìn. Nó không có ranh giới nhé. Thế còn đây là gì? Đấy chính là ống tụy chính nhé. Nó nằm ở trên này. Đây là cắt ngang, đây là cắt dọc. Nhìn thấy không? Nhu mô tụy thì sao? Bình thường nó gần na ná như nhu mô gan. Gần na ná như nhu mô gan. Nó có thể tăng âm hơn. Thì đấy là những trường hợp gan nhiễm mỡ. Nếu như nó giảm âm hơn toàn bộ thì không nói gì. Nhưng nếu như nó giảm âm một cách khu trú ở một cái điểm nào đó, tạo thành một cái vùng giảm âm hoặc một khối giảm âm thực sự, thì hãy nghĩ đến cái bệnh u của tụy.
nhé. Cô tịnh nó hay giảm âm. Rồi, đây là tịnh. Bây giờ chúng ta sẽ chưa dọc theo cái trục, ngang theo cái trục của tĩnh mạch chủ dưới và động mạch chủ bụng để bạn làm, để bạn xem được các cái cấu trúc sau phúc mạc. Bắt đầu từ tụy này đi xuống này, đây là động mạch chủ bụng này, đây là gì? Tĩnh mạch chủ dưới nhá. Đây là gì? Động mạch mảng trao thẳng trên đi xuống dưới này, đi xuống dưới này. Bắt đầu chỗ này chia ra thành đi hai cái này. Chậu trung phải và bên trái nhé. Tĩnh mạch luôn luôn nằm bên cạnh và các bạn có thể ấn nó bẹp. Phía sau của hai cấu trúc mạch máu này là gì? Cột sống nhé. Phía toàn bộ cái phần này nó sẽ được bọc vào cái khoang sau phúc mạc và nó khu trú các cái tổn thương ở sau phúc mạc, bao gồm có dịch và có tổn thương đặc. Khi cái tổn thương đặc nó phát triển đủ lớn, nó sẽ phá vỡ cái lá phúc mạc thành ở phía sau của bụng để đi vào khoang, đi vào cái ổ phúc mạc và nó sẽ lan tràn. Thế vậy thì viêm tụy cấp nó sẽ lan dọc theo cái khoang này, dịch ấy lan dọc theo khoang này. Nếu như giai đoạn nặng hơn thì phá hủy đi vào trong bụng, nó giai đoạn rất nặng. Đấy, bạn có thể xem được các cái cấu trúc của sau phúc mạc chủ yếu là gì ạ? Mạch máu ở người bình thường và các cái hạch ở người có tổn thương, đặc biệt là ung thư nhé. Hai bên thì bạn được cái gì? Hai bên của cột sống có cái gì đây? Cơ thắt lưng và cái giải trắng trắng ở giữa là gì? Gân. Cái gân của cơ thắt lưng nhé. Đây, bên này cũng vậy. Cái cơ thắt lưng ở phía dưới nó bắt đầu hợp với cả cơ gì? Đây là gì? Không, cái giải trắng trắng này. Đây là cái mặt trước của mào chậu. Và cái cơ chậu sẽ bám vào cái mặt trước của mào chậu. Cơ thắt lưng nằm bên đây. Cơ chậu là cái giải này, giải đen này. Hai cơ này nó sẽ hợp lại với nhau để xuống phía dưới bám vào mối chuyển lớn của xương đùi, gọi là cơ thắt lưng chậu. Cơ thắt lưng chậu. Em nói thêm một chút là những người bị la cuộc sống thì nó rất hay ảnh hưởng vào hai cơ này, rất hay ảnh hưởng vào hai cơ này, tạo thành các cái ổ áp xe của hai cơ này. Yeah. Đấy là phía sau. Phía bên bạn nhìn thấy này, có ba cái cơ chéo đúng không? Thì ba chỉ nhìn thấy bây giờ chưa? một chỉ đây. Nhá. Bắt đầu vào phía trong tiếp giao với cơ chéo trong là gì ạ? Là khoang, là ổ phúc mạc, là lá phúc mạc và sau đó là ổ phúc mạc. Thế nằm ngay cạnh ở vị trí đó là gì? Đại tràng. Hai bên sẽ nằm ngoài cùng nhá. Đại tràng phải và đại tràng trái sẽ nằm ngoài cùng ở hai bên. Và ở cái chỗ này nó là một cái khoang ảo, gần giống như là khoang gan thận đấy. Đây, nếu có dịch các bạn nhìn thấy ngay, đặc biệt là dịch tụy, viêm tụy cấp nhìn thấy ngay lập tức. Và đây cũng chính là cái mốc giải phẫu để các bạn biết được yeah. Chính là đại tràng. Và từ đó các bạn kéo hết xuống đại tràng phải thì bạn được cái gì? Manh tràng. Kéo hết manh tràng bạn được cái gì? Thừa. Đúng không? Đấy là một trong những technique để đi tìm thừa. Cứ tìm đại tràng trước, đại tràng phải trước, kéo hết xuống rồi đến cái đoạn tận thế nào bạn thấy thừa. Còn trong trường hợp không thấy thì bạn làm gì? Bạn phải ấn được vào thật mạnh để, bởi vì sao? Có thể quạt ngược ở phía sau hoặc có thể nó di động về phía tử cung, tức là cái đầu của nó. Chỗ nào nó viêm các bạn nhìn thấy thường như thế, nó nằm ở tử cung thì bạn phải ấn được vào mạnh hơn để làm đẩy các cái cấu trúc ruột khác ra. Thì bạn cũng nhìn thấy một cái dấu hiệu hình ngón tay. Đấy chính là dừa thừa. Xung quanh có mỡ viêm. Một cái technique nữa để tìm dừa thừa là gì? Các bạn sử dụng đường gió nông. Các bạn cũng làm như vậy. Tìm được cái điểm tận của manh tràng. Từ đó kéo đẩy đường gió lên trên một chút. Di chuyển đường gió lên trên một chút, các bạn sẽ được cái van đường.
Văn bộ hành là điểm nối giữa. Giữa cái đoạn cuối của rừng non với mai trà nhé, thì bạn tìm văn quanh đấy sẽ thấy. Bởi vì có những cái rừng non ấy, đoạn tận của rừng non nó nhìn nó na ná giống như là với rừng thường. Thì điều đầu tiên bạn phải loại trừ cái đấy là không phải rừng thường đã, hiểu không? Bằng cách là bạn tìm xem cái văn bố hành nó nằm đâu. Nó bên trái tương tự như bên phải, không như khác, bên phải nó có thêm cái chỗ đấy thôi. Nếu mà có dịch ở cái chỗ đại tràng đấy thì mình mô tả sẽ là dịch ở vị trí nào? Dịch ở rãnh đại tràng bên phải hoặc bên trái nhá, thấy chưa? Rồi đưa kéo xuống dưới nhé, em dịch xuống dưới một chút, kéo cái quần xuống dưới một chút, một chút. Đây là bàng quang trên lát cắt ngang đó chính giữa, và cũng như vậy giống như gan bạn xương từ đỉnh vào bằng quang cho đến hết gì ạ? Đỉnh là gì, đoạn nào, hay là cổ bằng quang cho đến đáy bằng quang? Cổ là gì, cái chỗ mà nó bắt đầu từ tuyến này này đến lên đến hết cái điểm cao nhất của bằng quang đấy chính là nó, nên nó lộn ngược lại. Và lắp cắt dọc cũng như vậy, từ hết bờ phải cho đến hết bờ trái, nhìn hết thành trước rồi nhìn đến thành sau, nhìn đến thành bên, thành trên, thành dưới. U bằng quang có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào, sỏi thì hay nằm ở phía thấp nhé. Để siêu âm cái bằng quang, các bạn phải siêu âm thêm một số thứ, ví dụ như trong trường hợp này bạn nhìn thấy cái gì đây? Tiền liệt tuyến. Khoan nói đến cái tiền liệt tuyến, bạn phải nhìn được cái thành bằng quang, cơ bằng quang và cái lớp và xung quanh của bằng quang, đo bằng quang, thành bằng quang ở cái tư thế này, hoặc đo thể tích, bạn nhìn cái dịch ở trong bằng quang là thế nào, có máu hay không, có mủ hay không, có sỏi hay không nhá. Đo cái thể tích để biết được là thể tích bằng quang, đặc biệt là trong trường mà sau khi đi tiểu ấy, nó còn lại tồn dư rất nhiều, bao nhiêu đo thể tích. Rồi bây giờ các bạn xem cái thành bằng quang thì nó có hai cái chỗ khá là đặc biệt ở phía thành sau là gì đây ạ? Đây là cái đoạn tận của niệu quản hai bên, nó đổ vào trong bằng quang và nó có một cái đoạn khoảng gần 2 cm nó đi ở trong thành bằng quang, đi ở trong thành bằng quang, và nó chỗ đổ vào bằng quang nó sẽ hơi lồi lên một chút, hơi lồi lên một chút, nhìn thấy không? Bạn để cái cửa sổ xuyên màu vào đây thì bạn sẽ thấy khoảng 1 phút nó sẽ phun ra một lần, phun nước tiểu ra một lần nhá, thấy không? Đây là dấu hiệu giống như là ngọn lửa, nó phun ra ngọn lửa. Nếu không phun thì sao? Có thể thật dễ cơ, vướng mảng trở bít tắc gì đấy làm cho cái lưu thông nước tiểu nó chậm. Rồi xong có bàng quang thì chúng ta sẽ đối với nam giới, chúng ta tham khảo tiền liệt tuyến, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy thể, chúng ta phải đo thể tích tiền liệt tuyến, chu vi của tiền liệt tuyến và xem cái sự cân đối của tiền liệt tuyến theo cái hướng cắt ngang như thế này và theo hướng cắt dọc như thế này, rất đơn giản thôi. Đối với tiền liệt tuyến, các bạn hơi chúc cái đầu dò phía dưới một chút chứ không như này, hơi cắm cái đầu dò xuống phía xương cùng cụt của nhân hơi này, thì bạn sẽ được hướng cắt dọc theo cái trục của tiền liệt tuyến, và cắt ngang thì bạn tìm chỗ nào to nhất thì bạn đo nhé. Thế thì bạn sẽ đánh giá cái gì? Đánh giá cái nhu mô của nó có đều hay không, cái bờ của nó có đều hay không, có cân đối không, có gần giống như quả táo, có một điểm lõm ở dưới và điểm lõm ở trên. Thế thì nếu như cái bờ này nó có phần nó hơi đổ ra phía sau thì nên khuyên bệnh nhân, đặc biệt khi mình già có PSA tăng thì mình nên đi chụp cộng từ thì xương trực tràng, thì sinh thiết tiền tuyến v.v. Nguyên nhân tại sao nó tự tìm hiểu đấy nhé. Rồi từ đấy các bạn đo trục của tiền tuyến, đo cái kích thước theo cái chiều trên dưới của tiền tuyến theo cái trục của gì? Trục của niệu đạo đoạn tiền tuyến,
đo một cái đường vuông góc theo cái chiều hướng trước sau để đo cái chiều trước sau của một tuyến. Trên lớp cắt ngang các bạn đo bờ phải sang đến hết bờ trái thì bạn sẽ được cái thể tích đường kính ngang của từng tuyến. Nhân ba cái này với nhau chia đôi hoặc nhân với 0.5 hoặc 0.52 gì đấy thì bạn sẽ ra được thể tích của từng tuyến nhá. Cách thứ hai, bạn sẽ đo được sao cả. Được cái chiều này. Như vậy là các bạn được cái chiều gì? Chiều ngang và chiều gì? Trước sau. Nửa trước sau, nửa trên dưới. Đúng không? Cái trục còn lại tùy các bạn. Tôi nghĩ là như thế này. Hoặc các bạn đó nó. Thực ra cái mặt phẳng của chúng ta nó là nó như thế này. Hiểu không? Mặt phẳng của chúng ta nó như thế này. Còn nó như thế này. Đây các bạn đo cái đường kính lúc này. Cái đường kính như thế này. Cái mặt cắt ngang này. Thì cái trục này các bạn đo này. Thì nó gần ra lá tại vì cái mặt phẳng này và chính là cái mặt phẳng các bạn siêu âm thế này. Thế cái trục này nó gần ra lá với cái trục này. Nó chẳng theo cái chiều trên dưới của một tuyến mà nó cũng chẳng theo cái chiều trước sau của một tuyến. Đúng không? Thì cái trục còn lại cái này nó sẽ bằng với cái này. Cái chiều còn lại tùy vào các bạn này đo này. Như thế này. Như thế này. Được. Như thế này. Nhá. Tôi hay đo theo cách một. Còn các bạn không bắt buộc. Tôi nghĩ là bạn nên đo theo cách một thì nó chính xác hơn. Chúng ta thống nhất một cách. Nhá. Nhu mô tiền điều kiến thì thường chúng ta hay gặp vôi hóa bên trong. Đấy là các cái nhân ra nó không biết hóa hóa. Nó vôi rồi. Nhá. Ở chính giữa của tiền điều kiến là gì? Mặc dù chúng ta không nhìn thấy. Nhưng là niệu đạo tiền liệt tuyến. Và đôi khi có những cái viên sỏi nó sẽ kẹt đấy. Đôi khi có những viên sỏi nó kẹt đấy. Vôi hóa và sỏi nó khác nhau ở chỗ đó. Sỏi luôn luôn nằm chính giữa. Vôi hóa có thể xung quanh. Cũng có thể là nằm gần 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 giữa. Và sỏi bao giờ nó ranh giới nó khá rõ. Sỏi vôi. Vôi thường là không rõ lắm. Cái bờ của nó. Cạnh tiền liệt tuyến là cái gì? Hai bên và lên trên một chút. Đây, từ dưới này, tôi hất đầu gió lên trên nhẹ nhàng từ từ. Bạn nhìn thấy, từ kinh bên phải, từ kinh bên trái. Nhá. Đấy là hướng cắt ngang chứ. Còn hướng cắt dọc của túi tinh là gì? Nó sẽ hơi trước cái đầu gió như thế này một chút. Các bạn sẽ đo được kiểu dọc của túi tinh. Thực ra nó còn một cái chút nhỏ nhỏ ở đây nữa. Cũng vẫn thuộc túi tinh thôi. Liên quan cái ống phóng tinh nữa. Thế đối với túi tinh thì yêu cầu như thế thôi. Bạn đo hình tháng khi trước cân đối hay không, trong có sỏi hay không, có máu hay không, có to bên nhỏ thì có thể là có chứa máu viêm hay là cái gì đó bên trong, để ung thư như vậy. Và đa phần mọi người là nó sẽ cân đối với nhau. Còn gì nữa không? Thép đúng không? À, khoang lên sườn, xương bụng thì gọi là xương khoang lên sườn, khoang màng phổi. Đây. Bình thường nó sẽ là một cái khoang ảo, không chứa cái gì cả, có thể có một chút dịch. Và ngay tiếp sát với khoang phổi là cái phần tận của nhu mô phổi, nó sẽ chứa khí màu trắng. Nếu các bạn nhìn thấy nó có lớp dịch ở bên này, bên trong thì nó sẽ có màu đen, hai bên giống nhau. Và các bạn sẽ đo được cái khoang lên sườn, cái khoang màng phổi. Ví dụ như đây là lớp dịch, các bạn sẽ đo được cái bề dày của lớp dịch của khoang màng phổi trên tuyến lưỡi này, trên trái cũng tương tự như bên phải. Các bạn có câu hỏi gì không? Cái hình ảnh của nó dành cho bạn có hai lớp cắt. Bạn chỉ cần siêu âm theo lớp cắt này. Chúng ta sẽ có cái dây chằng gì đây? Dây chằng liềm. Và cái dây chằng tròn chính là cái vị trí mặt sau. Sau đó liên tiếp xuống phía dưới đến rốn của dây chằng liềm nhé. Bây giờ nó chính là cái tĩnh mạch rốn nhé. Hoa hoa
và nó là một cái dây chẳng hình tròn, hình dung giống như cái tĩnh mạch nó bị sơ bị xung lại thì nó sẽ thành một cái cấu trúc dài hình tròn đặt như vậy, nó gọi là dây chẳng tròn. Bình thường nó sẽ không nhìn thấy rõ cái dây chẳng tròn, đúng không? Chúng ta chỉ nhìn thấy nó khi nào cái lớp cái lớp tử hoạt thì các bạn nhìn thấy nó chính là cái này rồi cái mặt bạn nhé. Cái này khi nào có dịch ở đây thì bạn gọi đấy là có ít dịch ở họ cùng mảng nối như thế nhé. Dạ. Bạn siêu đến ngã ba của tĩnh mạch cửa, đúng không? Nhìn đây. Đây là thân này, đi lên này, chia ra thành hai nhánh. Nhánh phải tĩnh mạch cửa và nhánh trái tĩnh mạch cửa thì ngay phía trên của nó chính là ống ngăn phải và ống ngăn trái nhá. Bạn nhìn thấy gì đâu? Bên trái này đấy, rất nhỏ nhá. Bên phải này có người chưa? Đa số mọi người là xương bên phải khá dễ. Tí nhá. Được không? Và hai cái ống gan này nó sẽ hợp lại với nhau. Đây là ống mật chủ đây đúng không? Ống gan chung đây. Bên trên các bạn nhìn thấy nó tách ra một đôi. Được không? Tách ra một đôi. Một cái đây. Một cái đây. Đờ mờ. Trái đây, bên phải đây, hai cái này hợp lại với nhau mà tạo thành ống gan chung. Đó là xuống dưới lại như chuyện đây, ống gan trái đây, ống gan phải đây nhá. Rất là bé thôi. Quặn xương cái màng phổi trước đúng không? Còn không quan trọng bạn đo từng cái cơ quan nào mà bạn đo cái chỗ nào nó tình. Trên thì mình cắt. Thực ra xương màng phổi là xương ngồi bằng lưng bằng đầu gió nâng. Nếu mà đang ngồi thì đo khác là chính xác. Đấy nhá. Đo được nặng của mình ít hơn này. Chân mắt lưng mặt trái dài nhé. Chủ yếu nằm nhìn nó. Cho khảo sát đi, khi mà có dịch trong ổ bụng thì khảo sát đục là khoang Morrison, khoang Nucla, đấy là chẳng hai bên. Đó. Đó. Thứ nhất là có bao nhiêu khoang có dịch, thứ hai là mỗi khoang có bao nhiêu dịch. Lên trường đây, đầu tiên chúng ta sẽ xem những
cuối cùng nói chung là chúng ta phải xương theo cái lát cắt ngang và lát cắt dọc thôi đúng không? Và với lượng nước tiểu nó phải tương đối thì chúng ta xem được tử cung nó rõ hơn. Với điều kiện tử cung theo cái hướng ngả ra trước hoặc là tư thế trung gian, tư thế ngả sau thì khá là khó xương xương đường bụng. Chúng ta còn cái phương pháp xương đầu giò nữa để chúng ta xem. Thế thì từ trên xuống dưới các bạn có cái gì không? Dọc trước nó dễ được. Bạn này nó ít nước tiểu của bạn nào nó đang buồn không? Khó nhìn thấy buồn buồn kia cổ cái đấy à, lên 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 lên. Được. Chúng ta sẽ xương dọc trước. Biết là cái tử cung đúng không? Các biết là tử cung nó sẽ nằm ở đâu? Trước. Sau bằng quang và trước trực tràng đúng không? Đây. Cũng giống như là xương bằng quang thôi. Còn nó cắt dọc theo cái đường giữa và cắt ngang theo cái hướng vuông góc với cái đường giữa. Thế còn một số người thì tử cung nó hơi ngả được, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải một chút nhé. Thì tử cung đây các bạn cắt dọc nó được, các bạn nhìn thấy cái phần cổ, phần thân và phần đáy tử cung đúng không? Hơi ít kiểu đáy đến đây, thân đến đây và cổ là cái phần mình có lại từ eo tử cung xuống dưới nhé. Đáy nó tóm lại các bạn có thể đo cái chiều dọc của tử cung theo cái hướng này, chiều cao của tử cung và trên lát cắt ngang này thì bạn sẽ nhìn rõ hơn hai cái thành. Chẳng rõ lắm đúng không, bởi vì ít thứ kiểu quá. Xem có chế độ nào khác nó dễ hơn. Xử đây, cắt ngang nhé. Các bạn sẽ đo được cái lớp niêm mạc tử cung nó dễ hơn chứ không cắt ngang. Chúng sẽ phải đo hai lớp niêm mạc, lớp niêm mạc trước và lớp niêm mạc sau. Đúng không? Thế từ trong ngoài có lớp buồng tử cung ở chính giữa. Bình thường nếu mà không có dịch, không có cái gì cả thì chúng ta không nhìn thấy. Sau đó là đến hai lớp niêm mạc, hai lớp, từ lớp chuyển tiếp cạnh niêm mạc ở ngay bên ngoài niêm mạc và cuối cùng là lớp cơ nhá. Lớp chuyển tiếp là cái lớp so với lớp cơ nó sẽ hơi màu hơi đen hơn so với một chút so với lớp cơ. Bạn nhìn thấy không? Đây đây là lớp chuyển tiếp này nhá. Một số người có lạc nội mạc cuối cùng nó sẽ niêm mạc nó sẽ cắm vào sâu trong cơ hơn và vào lớp chuyển tiếp hơn, làm cho lớp chuyển tiếp này nó dày hơn nhá. Thì đấy cũng là một trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán làm nội mạc tử cung. Thế thì tử cung tóm lại là các bạn phải xương dọc từ trên dưới, từ bên phải đến bên trái để các bạn phát hiện xem là phân tích lớp cơ có cái gì không, có bùa, có u sơ, u cơ hay dị dạng mạch hay vân vân. Lớp chuyển tiếp có dày hay không, lớp niêm mạc có dày hay không, lớp cái lòng từ cái buồng tử cung có chứa cái gì hay không, các bạn như vậy nhé. Sau đó các bạn xương thêm sang hai bên để các bạn đánh giá được cái buồng trứng và vòi tử cung. Bình thường trên xương người ta nhìn vòi tử cung rất khó, nhìn nó rất là nhỏ và nó không chứa cái không chứa dịch thì chúng ta xương rất khó. Nó chỉ xương khi mà nó giãn thôi, thường là như vậy, giống như kiểu nội quản ấy. Cái buồng trứng là gì, là một cái cấu trúc nó nằm hai bên của tử cung. Đây bên trái có cái gì đây? Cũng xương cho lát cắt ngang và lát cắt dọc nhé. Nạng thì chúng ta đo kích thước của nạng
đúng không? Bên phải đây. Nhìn em. Đây nó nằm hơi phía sau một chút so với tinh cung. Đây. Chứng bên này. Đấy. Khoảng như thế nhá. Thế cái vòi trứng thì chúng ta không nhìn rõ. Này, chúng ta nhìn thấy các cái nang cơ sở của bạn em. Nhìn em. Nang trứng. Nhìn em. Đấy. Thế còn vòi trứng thì nhìn rất khó. Và chúng ta xem cái trực tràng đây. Đây chính là cái trực tràng ở phía bên sau. Nhìn thấy không? Trực khí ở phía bên sau đây. Thế thì từ dưới cổ tử cung một chút là bạn có cái gì? Chúng ta có thể có cái nhìn thấy. Chúng ta phân tích cái cổ tử cung. Và chúng ta xem ở dưới cổ tử cung có cái gì đặc biệt không? Cổ tử cung thường hay có cái gì? Cái cổ tử cung này. Đây chính là cổ tử cung này. Là cái lỗ gọi là lỗ cổ tử cung, lỗ ngoài cổ tử cung này. Chúng ta có hai ngách của âm đạo, ngách trước, ngách sau và bên nữa, đúng không? Hai bên. Đây chính là âm đạo. Nhìn nhá. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đoạn cao của âm đạo. Ở phía đằng sau là trực tràng. Nhá. Ở phía đằng trước này là gì? Nhiều đạo, đúng không? Đấy. Còn ở trên đây là trực tràng âm đạo và âm dương đạo, ba cấu trúc này dần dần sát nhau. Cung đồ đây. Phía sau này là trực tràng này. Phía trước này là tử cung này. Đây chính là phần khoang cung đồ sau, khoang cung đồ trước đây. Giữa tử cung với cả bàng quang. Thì ở người phụ nữ bình thường ấy, nó hay có một chút dịch ở đây. Giờ sau khi vỡ nang trứng này, thì nó có một chút các cái dịch. Có thể dính máu nhá. Sau khi ngay sau khi vỡ thì có thể là dịch máu. Thế đó là cái tử cung bùng trứng như vậy, không có gì phức tạp đâu. Xem biểu gió âm đạo thì cũng tương tự. Các bạn lưu ý ở hai bên cho tôi có cái có mạch chậu này. Cái này nhá. Các bạn mời.